Alo, ông gọi tôi hả? Alo, ông cho người đi theo cái bản đồ tôi vừa gửi đi. Có khả năng quanh đang ở đó đó. Có chắc không vậy? Cứ tin tôi đi. Vậy nhé. Nghĩ gì vậy? Là sao? Anh không bao giờ làm những chuyện hèn hạ như vậy đâu. Em hiểu không? Những thằng đàn ông á mà dùng vũ lực cưỡng ép phụ nữ là những thằng đàn ông hèn. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Cái gì mày? Bây giờ đại ca tính làm sao? Mình để từ từ tao tính. Từ từ tính hoài, chắc tới sáng mai luôn á. Bây giờ đại ca cứ nói đi. Đích thúc nào? Chặt tay, chặt chân, hay là... Thôi thôi bỏ đi. Máu mày thấy ghê lắm. Để từ từ tao tính. Anh ơi, hình như không phải chỗ này anh ơi. Lạc đường nữa hả? Lạc 80 lần rồi đó. Anh ơi, theo em nghĩ bây giờ mình đang ở cái thời đại mà 4.0. Cái gì mình không biết thì mình nên hỏi thím Google là chính xác. Rồi mày im đi. Đợi mày nói xong là cô chủ chết 80 năm rồi đó. Vâng. Bây giờ theo bốn tụi bay là mình nên đi hướng nào? Hướng này. Cái gì bốn thằng chỉ bốn hướng vậy? Tao quyết định rồi, bây giờ mình sẽ đi hướng đây. Dạ. Lại trời lại Phật, tìm mấy cô chủ. Nghe trời nghe Phật, nghe trời nghe Phật, nghe thấy cô chủ. Ê, ơi, 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 con tao nữa. Ơi. Anh Lẹ. Anh tính xong chưa? Đang tính nè, để từ từ, sắp nha rồi. Em đói bụng quá à, Lẹ. Còn nhìn màn ăn lỡ đi. Nó thúi hết rồi. Thôi vậy 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 vậy, anh Lẹ. Cái gì nữa? Anh về anh coi nó đi, em đi mua đồ ăn. Ờ, đi đi. Ê, định đi mua cơm hả? Mua cho tôi ăn hộp chứ, tôi đói bụng lắm luôn rồi đó. Nể tình nãy chơi game với nhau, tôi mua cho hộp cơm. Mà nè, không có trốn nha. Tôi về mà không thấy là liệu hồn á. Ê, coi chừng nó nghe chưa. Ờ, đi đi. Anh ơi, cái chỗ này nè. Lộn nữa rồi. Đại ca, theo em nghĩ thì... Nghĩ cái bà nội. Nghĩ nè. Sao mày có nghĩ nữa không? Bây giờ lên xe tìm cô chủ giùm tao. Thì đi hướng nào anh? Hướng nào cũng được, miễn là tìm ra cô chủ đi. Nhanh 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 nhanh. Nhanh nhanh.
con kia. Đứng lại đó cho tao. Đứng lại. Má thì đang ở đâu vậy? Đứng lại. Con đứa gì ai con người ta? Mày nói. Mày la tiếng nữa đi con. Tao đâm mày chết ở đây luôn á. Ê, nhìn lên. Tao tin. Ông chủ. Anh đi lên ngủ đi, anh dặn em lên ngủ. Anh phiền quá à. À. Ừ, đã nói biết rồi mà. Ừ. Mình đã quan sát đồng thỉnh xung quanh trường mấy ngày rồi. Chỉ có thằng này là khả nghi nhất. Mới dọn về trường, thái độ thì bí hiểm. Đợt này mà mình không tìm ra bọn bắt cóc thì không xong với ông chủ đâu. Làm ăn cái gì mà tôi vừa mới đi là tụi nó giở trò bắt cóc làm sao? Gì? Mày nói gì? Đừng nói tào lao nha. Giọng điệu giang hồ quá ha. Thằng này chắc là đại ca của tụi bắt cóc rồi. Tội nghiệp cô chủ. Học chung với sói mà không biết. Vậy? Nữa hả? Tôi đang định kiếm thầy nè. Tôi nói trước. Rồi thầy nói đi. Sao tôi gọi chú Quanh mà không được vậy? Thầy đừng có nhắc tới cô chủ nữa. Tôi stress luôn rồi đó. Bây giờ tôi không biết cái chuyện học hành của cô chủ ra sao luôn á. Tôi làm đơn xin phép cho Quanh nghỉ hết tuần này luôn rồi. Tốt. Chứ tinh thần vậy sao đi học được. Good. Chứ cô chủ mà đi học chắc nguyên cái trường này chạy tán loạn luôn. Ủa là sao? Mắt á thì thâm quần, tóc á thì bù xù, rồi cứ đi qua đi lại trong bóng tối vậy á. Có khi còn ngồi trên ghế sofa. Bật hột quẹt, tắt hột quẹt, bật hột quẹt, tắt hột quẹt. Giống như là ma vậy á. Nghiêm trọng vậy sao? Tất nhiên rồi. Tụi bay coi chừng tao á nha. Đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, cái chuyện nó làm ơn cẩn thận kính đáo giùm tao xíu đi. Làm gì với mấy thằng ba trợn bực bội chứ. Dạ chào thầy. Thằng đó rất là đáng nghi. Sinh viên lưu bang. Mới đi học lại đó. Mới đi học lại hả? Càng khả nghi hơn. Thầy nghe nó nói không? Mày coi chừng tao á. Tôi có nhiệm vụ mới cho thầy. Chuyện gì nữa? Giao thằng đó cho tôi. Không được. Sinh viên tôi làm gì sai đâu. Ông muốn làm gì? Thì nhốt nó vô lòng, rồi theo dõi nhất cử nhất động, để coi nó có phải là chủ mưu của vụ bắt cóc hay không. Tôi không làm. Được, được, được. Được, được. Ồ, xịn, xịn, xịn. Xịn. Xịn, xịn. À, xịn, 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 xịn. Xịn. Wow, xịn xịn, ây da. Xịn gì? Thì nhìn nhà bự như biệt thự ha. Xịn xịn. Thì biệt thự chứ gì nữa.
À dạ. Ủa vậy em muốn làm gì ở đây cũng được hả? Nội quy: một, không được tự ý bước chân ra khỏi cổng này khi chưa có sự cho phép của tôi. À không, khi chưa có sự cho phép của anh Tài. À. Hai, không được tự ý bước vào phòng của chủ khi chưa có sự cho phép của anh Tài luôn. À. Ba, không được tự ý vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi. À. Vô phòng mày lấy gì? Em sợ mất đồ. Mày rảnh quá. Sen. Dạ cô chủ. Wow, ma nữ. Ma cái gì mà ma? Tôi nè. Mà ông tới đây có chuyện gì? Ai cho ông vô đây? À, tại vì anh Tài hứng thú với 1 trong 1.000 cái dự án startup của tôi á, cho nên là anh Tài đã mời tôi tới đây. Ủa, mà anh Tài với lại Oanh là hai anh em hả? Rảnh quá. À. Thôi, xách đồ vô trong đi. Dạ. Quay, quay, mày muốn chơi hay gì? Mày. Dạ bé bắt đầu vậy anh. Thắng là sao á? Anh vừa tính quá. Xỉu cái này luôn á trời. Hả? Sao kìa? Đúng vậy. Đại ca, hèn gì cây sake như mình á, em thấy trụi lá trơn à. Thủ phạm là do con này á lặng. Trời. Bình tĩnh. Để tôi giới thiệu cho mọi người 1 trong 1.000 dự án startup của tôi. Đó chính là kinh doanh thực phẩm thức ăn vặt, có tên gọi là sake. Hả? Như tất cả mọi người đã biết, giới trẻ hiện nay rất là thích ăn những món ăn có khẩu vị cay. Đúng không? Đúng rồi mọi người ơi. Đúng. Mì cay đã từng làm mưa làm gió trên thị trường ẩm thực. Vậy thì sắp tới đây, chào lưu mới sẽ là gì? Sake cạch. Mày cứ sake mà chắc tao say ke mày luôn á. À đây này, em thích ăn cay lắm á. Lát làm cho em ăn thử với nha. Dạ. Ờ tôi cũng thích đó. Ok. Tôi cũng thích. À dạ rồi, để em nói cho anh nè. Tất cả mọi người đều có phần mà. Anh ấy ơi, mình có thể làm không cay được không? Tại tôi không có ăn cay được. Như tất cả mọi người đã biết, mì cay có 7 cấp độ. Đúng không? Đúng rồi. Thì sake cay chỉ có 2 cấp độ. 1 là cay, 2 là rất cay. Thôi mày dẹp luôn đi, tao không ăn cay được. Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cái công thức nấu cái món sake cay cho mọi người. Và đây là cấp độ 2, rất cay. Yeah. Đừng quên cho thêm nước vào. Và đây là món sake. Cay. Sang. Ai đuổi cái này về đi. Cay. Đây luôn, đây con này chắc chết luôn á. Làm vệ sĩ có phải đi shipper đâu. Sáng giờ nó bắt giao hàng hoài. Tới ngay đây. Bao giờ mới cho các ông Phi nó đi về hả? Dạ cô chủ gắn đợi chút xíu à, cho em thêm xíu thời gian. Thiệt là khó chịu quá đi. Anh vô kéo phụ cái con nặng quá nè. Tôi là tôi chịu hết nổi rồi đó. Lẹ đi, nặng quá nè. Mày kêu tao á hả? Chứ ai nữa. Đợi xíu. Alo, nghe nè. Thì đừng gánh món của vụ bắt cóc mà hả? À, tụi Linh kê. Ê khoan đã,
trong nhóm của tụi Linh Kê á, có thằng nào mà nó mập mập, mặt hơi sệ sệ? Trong nhóm tụi Linh Kê có thằng nào giống chó mặt sệ không? Ngồi. Được rồi. Ai vô kéo đi. Mày biến ra khỏi đây, trả lại sự bình yên cho cái nhà này. Ui, đưa ra, đưa làm gì? Ê, ê, cẩn thận, ê, để dễ bậy, ê, ê, ê. Tại sao mấy người đuổi tôi? Mày muốn biết lý do tại sao hả? Ừ, nói cho nó biết. Ừ. Kính thưa anh Tài, kính thưa anh Phi cũng như toàn thể anh em có mặt tại đây ngày hôm nay. Như được biết thì vì lý do không phù hợp với lại đời sống văn hóa cũng như gia đình anh em chúng ta thì chúng tôi... Đen! Không nói nhiều nữa. Biết! Ôi, 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 ôi. Nè, 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 giữ giùm Phi nha. Nhớ liên lạc với Phi nha. Ôi, 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 bạn, 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 bạn. Nhớ liên lạc với Phi nha. Nhớ liên lạc với Phi nha. Nha. Cảm ơn. Ủa, Quanh. Trời ơi, sao nghỉ bữa giờ không đi học vậy? Ủa, sao mặt buồn hiu vậy? Bộ bệnh hả? Đây để tôi bắt mạch cho. Trời ơi. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Thì một trong 1000 dự án startup của tôi đó chính là kinh doanh bệnh viện đông y. Tôi bắt mạch giỏi lắm, để tôi bắt mạch cho. Trời ơi, tôi không có bị cái gì hết á. Phiền quá trời luôn á. Tôi muốn yên tĩnh nên là tôi mới ra đây tôi ngồi. Vậy mà cũng bị ông bám theo nữa. Bực bội hả? Nóng nực hả? Giữa một cái trời chưa nắng như thế này mà nóng nực, bực bội thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Ăn kẹo. Đây, tôi có một cây kẹo thần thánh. Khi ăn cây kẹo này rồi, tim chúng ta sẽ đập nhanh, chúng ta sẽ tràn trề năng lượng, chúng ta sẽ cực kỳ vui vẻ và không còn buồn bực nữa. Hãy mua kẹo của tôi. Nhưng mà tôi không có thích. Làm ơn, để cho tôi yên đi được không? Được. Ok. Nếu không thích thì... Đây, kẹo visit của Phi. Nè, 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 cầm đi, cầm đi, cầm đi. Có số điện thoại của tôi trên đây luôn nha. Có gì thì gọi liên lạc, nhớ gọi tôi nha. Ê! Thế! Tao không nói rồi mày tưởng tao là không khí hả? Tao tàn hình hả? Lại đây biểu. Trời ơi, quên xíu rồi đâu nè. Nè, có tên số điện thoại nghe không? Mốt có gì gọi anh nghe không? Gì nhỏ mà kêu mày tao hổn quá. Phi á, nó không có vậy đâu. Tôi không cần biết. Thì phải giải quyết cái thằng mắc khí đó cho tôi. Rồi rồi, mà muốn giải quyết cái chuyện gì? Nó theo đuổi cô chủ. Một mớ thằng trong trường, hai ba thằng trong lớp, rồi bây giờ thêm cái thằng Sakeke đó nữa. Ủa, Sakeke là gì? Thì đừng có nhắc tới. Khi nào rảnh tôi sẽ kể cho thầy nghe về cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thầy phải giải quyết cái thằng đó cho tôi. Nè, ông căn cứ vào đâu mà nói Phi thích Quanh vậy? Chính mắt tôi thấy nó bắt chuyện với cô chủ. Nó định nắm tay cô chủ. Nó còn tặng quà cho cô chủ nữa. Nó tặng kẹo. Chưa hết nha, nó còn đưa card visit của nó cho cô chủ. Mà trên card visit có cái gì? Có số điện thoại. Nó muốn cô chủ biết số điện thoại của nó. Nè, ông đã nghiêm quá đi. Hai đứa chỉ là bạn bè thôi mà. Chuyện bình thường. Tôi không cần biết. Trước khi đi nước ngoài, ông chủ đã dặn không được để một người đàn ông nào được phép tiếp xúc với cô chủ. Nghe rõ chưa? Được rồi. Số làm nô lệ không lương mà. Sao tôi có thể trái lệnh của ông chủ không? Thôi, chuyện này để tôi giải quyết. Rồi thầy định giải quyết cái thằng Sakeke đó làm sao? Tôi có cách của tôi, anh yên tâm đi. Với lại tôi thích ăn cay mà. À, được. Để tôi coi thầy cay được tới cỡ nào. Mà nè, từ nãy giờ tôi thắc mắc, sao cái cây là gì vậy? Trời ơi. Xin chào hot boy lạnh lùng.